Tại sao Lý Thần và Phạm Băng Băng chia tay dù vẫn còn yêu nhau? Ngày hôm qua 27 tháng 6, Lý Thần và Phạm Băng Băng đã thông báo chia tay sau 4 năm yêu nhau và 2 năm đính hôn. Mặc dù trước đó, Lý Thần và Phạm Băng Băng đã cùng nhau vượt qua scandal trốn thuế của Ngọc Nữ họ Phạm và út mở về kế hoạch tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Phạm Băng Băng và Lý Thần đều không nói rõ về lý do khiến họ chia tay sau 4 năm bên nhau. Theo một người bạn của Phạm Băng Băng và Lý Thần, lý do khiến cặp đôi chia tay là vì tính cách bất đồng, trong khi Lý Thần là người đàn ông hiền lành thích chiều sâu thì Phạm Băng Băng lại thích sử dụng sự mạnh mẽ của mình để che giấu những yếu đuối bên trong. Hai người tính cách khác biệt, nếu muốn tiếp tục thì buộc phải có một người chịu hy sinh bản thân vì đối phương, còn không họ phải chia tay. Phạm Băng Băng đã chuẩn bị tâm lý cho việc thông báo chia tay từ lâu và đến ngày 27 tháng 6, cô quyết định công khai. Trong một năm qua, Phạm Băng Băng và Lý Thần không xuất hiện chung trong các khung hình hay bày tỏ tình cảm với nhau trên mạng xã hội như trước đây. Đây là do ảnh hưởng từ scandal trốn thuế của nữ diễn viên họ Phạm. Bạn bè cũng thừa nhận, Họ rất sốc khi thấy Phạm Băng Băng và Lý Thần quyết định chia tay bởi họ vốn rất yêu nhau. Lý Thần từng nói rằng, anh bị sự mạnh mẽ, cá tính và quyết liệt của Phạm Băng Băng chinh phục, còn Phạm Băng Băng thì thổ lộ rằng, sau những mối tình thị phi trong quá khứ, cô thấy bình yên khi ở bên Lý Thần. Trong thời gian yêu nhau, Lý Thần từng bị so sánh kém cỏi hơn bạn gái về danh tiếng và sự giàu có. Song, anh chưa bao giờ cảm thấy buồn khi bị gọi là bạn trai của Phạm Băng Băng vào dịp lễ tình nhân hay sinh nhật của Phạm Băng Băng anh đều chu đáo tổ chức và dành cho người yêu những điều ngọt ngào nhất. Lý Thần cầu hôn Phạm Băng Băng vào đúng sinh nhật của cô vào năm 2017. Trước thông báo hủy hôn của Phạm Băng Băng, cha ruột của cô đã bày tỏ, "Tôi không rõ mọi chuyện trước đó nhưng chia tay là việc rất bình thường. Hãy làm như Băng Băng nói đi." Còn Lâm Tâm Như, bạn thân của Phạm Băng Băng, thì cũng bày tỏ sự choáng váng khi hay tin bạn thân hủy hôn. Lâm Tâm Như cho hay, cô biết mọi chuyện qua phương tiện truyền thông, trước khi quyết định công khai chuyện chia tay. Lý Thần và Phạm Băng Băng đã có một năm rất khó khăn. Việc Phạm Băng Băng trốn thuế và bị phạt 130 triệu đô la Mỹ làm ảnh hưởng rất nhiều tới mối quan hệ giữa cô và gia đình Lý Thần. Trước scandal, Phạm Băng Băng được gia đình bạn trai yêu thương, trân trọng và thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của gia đình Lý Thần. Song, tai tiếng và sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận Trung Quốc đối việc trốn thuế của Phạm Băng Băng cũng như quyết định quay lại làng giải trí khiến cô mất điểm trong mắt gia đình bạn trai.